Linh Nghiệm ST xin kính chào các bạn. Hôm nay Linh Nghiệm ST xin giới thiệu với các bạn Diode DB207. Đây, như các bạn đang thấy thì đây là Diode mới hoàn toàn 100%. Diode mới chính hãng. Các bạn yên tâm bởi vì tất cả các sản phẩm bên Linh Nghiệm ST thì đều được bảo hành đấy, thì cho nên là sử dụng rất là yên tâm. Thì để đặt hàng các bạn gọi điện thoại trực tiếp hoặc là truy cập website linhnghiemst.com để đặt hàng. Thì link website và số điện thoại được gắn ở phần mô tả, các bạn có thể xem ở đấy. Ngoài ra Linh Nghiệm ST còn cung cấp các linh kiện điện tử khác, các bạn cũng có thể truy cập vào website linhnghiemst.com để tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.